để tháo điểm nghẽn ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ủy ban thành phố đã phê duyệt và bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tuyến đường Trần Quốc Hoàn nối với Cộng Hòa, có tổng mức đầu tư là 4.848 tỷ đồng bằng vốn ngân sách thành phố. Dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện là từ bây giờ cho đến năm 2024. Thì đây cũng chính là chủ đầu tư cầu Mỹ Thủy 3 đã hoàn thành hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa được thông xe mà mình vừa nhắc đến ở clip trước. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như phần đường, phần cầu, trước nhà ga T3, hầm chui, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Dự án này được ưu tiên làm cùng lúc với nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất. Thì đây là bản đồ của dự án. Thì chỗ này chính là nhà ga T3. Còn toàn tuyến của cái dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với Cộng Hòa là điểm đầu tại nút giao Trần Quốc Hoàn và Phan Thúc Duyện. Và điểm cuối của nó là nằm ở chỗ Cộng Hòa và đường C12. Thì toàn tuyến này á hơn 4 cây số. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu chi tiết của cái dự án này. Thì chỗ này chính là nút giao của Trần Quốc Hoàn và Phan Thúc Duyện. Tương lai cái điểm đầu này sẽ có một cái hầm chui là chui ở dưới cái đường Trần Quốc Hoàn. Thì cái hầm chui này là 45m, có hai làn xe. Rồi sau đó qua tới đường Phan Thúc Duyện thì sẽ đi đến cuối đường Phan Thúc Duyện. Thì đây là góc ngã ba 18E và đường Phan Thúc Duyện. Thì nó sẽ ra phải qua đường 18E. Sau đó nó đi lên tới ngã ba cái chỗ đường 18E và đường C2 thì nó rẽ trái vào đường C2. Rồi sau đó nó sẽ có một cái cầu vượt đi ngang cái nhà ga T3. Thì cái cầu vượt chính là cái đoạn xanh mình vẽ đây. Thì cái cầu vượt trên cạn này nó gần một cây số, nó có 4 làn xe. Chiều rộng của cái cầu này là khoảng 17m. Rồi sau khi đi hết cái cầu vượt thì nó sẽ có một cái nhánh mới để rẽ vào đường C12 để đi ra đường Cộng Hòa. Đây là toàn bộ cái tuyến này. Trong cái báo cáo á, thì diện tích sử dụng của cái dự án này là 15,5 hecta. Phần lớn đều là đất của các cơ quan nhà nước, nhà dân thì ở đây rất ít. Nên hy vọng là sẽ giải quyết được cái tình trạng mặt bằng, chứ đừng để bị giống như cầu Thủ Thiêm 2 thì rất là khổ. Thì cái nguyên nhân cái tuyến đường này nó được ưu tiên là do nó được xây dựng song song để đồng bộ cùng với cái nhà ga T3. Thì ngoài cái dự án chính này, nó còn có những cái dự án phụ để mà góp phần giải cứu giao thông sân bay Tân Sơn Nhất. Ví dụ như là mở rộng cái nút giao Lăng Cha Cả, là sẽ mở rộng Trần Quốc Hoàn cái đoạn từ góc ngã tư với Phan Thúc Duyện đi qua đến ngã ba với đường Thăng Long. Chi phí của nó là khoảng 141 tỷ. Rồi tiếp đến mở rộng cái con đường 18E. Thì tương lai con đường này cũng sẽ là một con đường chính để đi vào nhà ga T3. Cái chuẩn của nó được mở rộng lên là 22m. Rồi tiếp đến là mở rộng cái con đường Hoàng Quả Thám cũng với chuẩn 22m chiều ngang. Một cái dự án quan trọng nữa, mở rộng cái đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý từ ngã ba với Lê Trọng Tấn ra tới đường Cộng Hòa. Thì trong cái dự án này á, nó có một cái hầm chui ngang cái đường Trường Chinh. Cái hầm chui này thì cũng nhỏ thôi, là 35m, có hai làn xe. Thì cái đoạn này được mở rộng lên là 30m. Cái chi phí giải tỏa mặt bằng của cái khu này cũng khá là cao, lên gần 500 tỷ. Còn một cái dự án cuối cùng nữa mà cái chi phí rất là cao, đó là mở rộng cái đoạn từ Âu Cơ nè đi ra tới ngã ba Mũi Tàu, Cộng Hòa và Trường Chinh. Trên kế hoạch đó là mở rộng cái đoạn này lên tới 60m. Nên mình nghĩ cái dự án này chắc cũng còn khá lâu mới làm. Vậy là mình đã giới thiệu xong những cái dự án ở xung quanh cái sân bay Tân Sơn Nhất này, hy vọng sẽ cứu được cái tình trạng giao thông kẹt cứng hiện nay. Hôm nay là ngày Giáng sinh thì cũng xin chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, có một đêm tuyệt vời bên gia đình và người thân. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp.